sách VietJack, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/VietJack Official Store. Chào mừng các em đã quay trở lại với trang VietJack. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu chủ đề số 9, lipid, carbohydrate, protein và polymer. Với bài 25, lipid và chất béo, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 9 của bộ sách Cánh Diều. Sau khi học xong bài học này, chúng ta sẽ nêu được khái niệm về lipid, chất béo, trạng thái tự nhiên, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo. Chúng ta cũng sẽ trình bày được tính chất vật lý của chất béo, tính chất hóa học và viết được phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Chúng ta sẽ nêu được vai trò của lipid khi tham gia vào cấu tạo tế bào và tích lũy năng lượng trong cơ thể. Và cuối cùng là chúng ta sẽ trình bày được ứng dụng của chất béo, đề xuất một số biện pháp sử dụng chất béo sao cho phù hợp và an toàn với cơ thể. Nội dung chính của bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hai phần. Phần thứ nhất là lipid và phần thứ hai là chất béo với trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, cấu tạo, tính chất hóa học, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, lipid. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta gặp rất nhiều và gặp thường xuyên cái cụm từ chất béo và lipid. Vậy thì lipid là gì? Lipid chính là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. Nó không tan được ở trong nước nhưng có thể tan được trong một số dung môi hữu cơ như là xăng, dầu hỏa hay là benzen. Lipid của chúng ta sẽ bao gồm chất béo và sáp. Chất béo thì có thể là dầu thực vật, mỡ động vật hay bơ. Còn sáp thì chúng ta có thể thấy ở trong vỏ quả bơ hay là bề mặt của lá cọ. Lipid thì có nhiều vai trò quan trọng về mặt sinh học, ví dụ như là tham gia vào cấu tạo tế bào, là thành phần chính của màng tế bào. Chất béo cũng được tích lũy trong các mô mỡ, là nguồn dự trữ năng lượng quan trọng của cơ thể. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chất béo. Chất béo là gì? Đầu tiên sẽ là trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý. Chất béo chính là thành phần chính của dầu, mỡ trong thực vật, động vật. Trong điều kiện thường thì chất béo sẽ ở trạng thái lỏng như là dầu hoặc rắn như là mỡ. Chất béo của chúng ta thì nhẹ hơn nước, không tan ở trong nước, có thể tan trong xăng hay dầu hỏa. Trong cuộc sống thì chúng ta thường thấy là chất béo của chúng ta thường có nhiều, cái dầu ấy, thường có nhiều ở trong hạt, trong củ quả như là hạt lạc này, quả dừa, dầu ô liu vân vân. Mỡ thì tập trung chủ yếu ở các mô mỡ trong cơ thể động vật. Vậy thì chất béo được cấu tạo như thế nào? Khi đun chất béo với nước ở nhiệt độ cao và áp suất cao thì sẽ thu được glycerol và các axit béo. Vậy thì glycerol của cô, glycerol sẽ có công thức cấu tạo là CH2OH, CH, OH, CH2OH, hay viết gọn sẽ là C3H5OH tất cả 3 lần. Đây là một loại alcohol đa chức có tới 3 nhóm OH. Các axit béo thường sẽ có mạch carbon không phân nhánh, có công thức chung là RCOOH và cái COOH này chính là nhóm chức của axit hữu cơ. R của chúng ta có thể là C17 H35, C17, H33, C15, H31, vân vân. Như vậy từ hai cái cấu tạo này chúng ta có thể xác định được chất béo chính là triester của glycerol với axit béo. Chất béo là triester của glycerol với axit béo. Nó sẽ có công thức chung như sau: RCOO tất cả 3 lần C3H5. Và R của chúng ta thì có thể là C17H35, C17H33, C15H31, vân vân. Vậy thì chất béo có công thức có tính chất hóa học như thế nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Khi đun chất béo với dung dịch kiềm như là NaOH hay KOH thì chất béo sẽ chuyển hóa ngược trở lại, tạo thành glycerol và muối của các axit béo. Cô sẽ có phương trình tổng quát như sau: RCOO tất cả 3 lần C3H5. Đây chính là công thức chung của chất béo. Khi thủy phân trong kiềm NaOH, ở đây chúng ta sẽ thu được là glycerol C3H5OH tất cả 3 lần và muối của axit béo. Muối của axit béo thì cái phần còn lại của chúng ta sẽ là RCOONa. Và chúng ta thấy là ở bên trái thì sẽ có 3 nhóm RCOO, như vậy thêm 3 vào muối và 3 vào NaOH. Phản ứng này còn có tên gọi khác, đó là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà phòng hóa. Cái hỗn hợp muối này, cái hỗn hợp muối thu được này sẽ dùng để sản xuất xà phòng. Chính vì thế mà phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Cô lấy ví dụ như sau. Ở đây cô có thể có công thức của chất béo như là C17H33 COO CH2 C17H33 COO CH2 CH và cuối cùng vẫn là C17H33COOCH2. Chất béo này sẽ tác dụng với NaOH. Nhiệt độ. Chúng ta sẽ thu được glycerol C3H5OH tất cả 3 lần và muối C17H33COONa. 3 phân tử muối và 3 NaOH. Như vậy là đây chính là cái phản ứng thể hiện tính chất hóa học của chất béo. Chuyển sang phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ứng dụng của chất béo. Vậy ứng dụng của chất béo như thế nào? Chất béo chính là một cái nguồn dinh dưỡng quan trọng của người và động vật. Chất béo được tích lũy trong các mô mỡ. Đây là nguồn dự trữ năng lượng lâu dài cho cơ thể. Với cùng một khối lượng thì chất béo cung cấp năng lượng cho cơ thể nhiều hơn so với chất bột hay là chất đạm. Và trong công nghiệp, người ta ứng dụng chất béo để điều chế glycerol, xà phòng và các loại sữa tắm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng chất béo một cách hợp lý nhằm có lợi cho sức khỏe? Thì chúng ta cũng đã biết, chất béo chính là thành phần cơ bản trong khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta. Nếu như chúng ta không ăn đủ lượng chất béo cần thiết thì nó có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên, nếu như chúng ta ăn quá nhiều so với mức cần thiết thì có thể dẫn đến bệnh béo phì, bệnh tim mạch, huyết áp hay là tiểu đường. Thì chúng ta có thể thấy là cái bệnh béo phì ngày nay là một cái căn bệnh rất là phổ biến. Vậy tác hại của bệnh béo phì như thế nào? Thứ nhất, nó có thể gây ra bệnh tim mạch, hội chứng chuyển hóa, bệnh về hệ tiêu hóa, cũng có thể làm cho chúng ta ngưng thở khi ngủ. Nếu như mà bị béo phì thì cũng có thể có khả năng gây ra bệnh ung thư, bệnh về khớp, có ảnh hưởng đến phụ nữ có thai và ảnh hưởng đến trí nhớ nhận thức. Vậy làm thế nào để chúng ta sử dụng chất béo một cách hợp lý? Thì chúng ta thấy là để đảm bảo cái lượng chất béo cần thiết trong cơ thể cho cái khẩu phần ăn hàng ngày thì chúng ta cũng vẫn phải chú ý đến cái lứa tuổi này, giới tính hay là đặc thù nghề nghiệp để làm sao bổ sung cái lượng chất béo cho nó phù hợp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ đảm bảo cân đối giữa tỷ lệ chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật. Trong chất béo động vật thì nó có các thành phần cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Chính vì vậy mà trẻ em cần tỷ lệ chất béo động vật cao hơn so với người trưởng thành. Đó là lý do với các em bé ăn dặm thì ngoài cái việc mà bổ sung các loại dầu thực vật như là dầu mè, dầu ô liu thì chúng ta cũng nên cho các bạn ấy bổ sung chất béo động vật. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập để ôn tập lại về lipid và chất béo. Bài tập 1, để tẩy sạch các vết dầu mỡ bám trên quần áo thì người ta sẽ sử dụng cái gì? A. Nước sạch, B. Dầu hỏa hay C. Cồn hay D. là giấm ăn. Thì chúng ta thấy là dầu mỡ chính là một loại chất béo. Nó không tan ở trong nước Nên nếu như chúng ta chỉ giặt bằng nước thông thường thôi thì nó sẽ không làm bay các cái vết mỡ này. Dầu mỡ thì không tan ở trong nước nhưng mà nó có thể tan trong một số dung môi hữu cơ, ví dụ như là dầu hỏa, benzen. Chính vì thế mà với các cái vết bẩn dầu mỡ bám trên quần áo thì người ta có thể sử dụng dầu hỏa để làm sạch. Bài tập số 2, thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì chúng ta thu được cái gì? Glycerol và nước, glycerol và axit béo, glycerol và một số loại axit béo hay glycerol và muối của các axit béo. Thì chúng ta lại nhớ lại cái công thức thủy phân chất béo trong môi trường kiềm. Chúng ta sẽ có cho cô cái công thức chung của chất béo như sau: R COO tất cả 3 lần C3H5. Thủy phân trong môi trường kiềm cô sẽ cho tác dụng với NaOH nhiệt độ. Sản phẩm sẽ thu được là glycerol C3H5 OH tất cả 3 lần và muối của các axit béo đó là RCOONa. Cân bằng thêm 3 vào muối và 3 vào NaOH. Như vậy sản phẩm chúng ta sẽ thu được là glycerol và muối của axit béo. Như vậy đáp án cần chọn sẽ là đáp án D. Như vậy là vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng ta đi tìm hiểu về lipid và chất béo. Chúng ta có thể hiểu rằng lipid chính là những hợp chất hữu cơ có trong động vật và thực vật. Nó không tan ở trong nước nhưng mà có thể tan trong một số dung môi hữu cơ khác như là xăng, dầu hỏa, benzen. Chúng ta cũng đã biết công thức tổng quát của chất béo này, viết được phương trình chất béo tác dụng với dung dịch kiềm, đây chính là phản ứng xà phòng hóa. Chúng ta cũng đã biết được chất béo là một nguồn dinh dưỡng quan trọng, là nguyên liệu trong công nghiệp. Và từ đó chúng ta cũng biết cách sử dụng chất béo một cách hợp lý để có lợi cho sức khỏe. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và gặp lại các em trong những video tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.